Việt Thành xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2024, chúng tôi sẽ đến với quý vị một số nội dung chính như sau. Đầu tiên là bản tin quốc tế liên quan đến bản tin chiến sự ngày 16 tháng 8. Với một tin vui, quân đội Ukraine đã thành lập chính quyền quân quản tại Kursk với mục tiêu kiểm soát lâu dài vùng lãnh thổ của nước Nga. Một chủ đề trọng tâm của chúng tôi sẽ là thông tin về chuyến thăm của Tổng bí thư Tô Lâm sang Bắc Kinh, được cho là với mục tiêu vì cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với các bài phân tích, đánh giá và bình luận của giới quan sát và phân tích trong và ngoài nước. Một bản tin nội chính về chính trường Việt Nam sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, cả Trung Quốc và Việt Nam, chiều ngày 15 tháng 8, 2024, đều nhất loạt đưa tin tân Tổng bí thư, Chủ tịch nước chính thức thăm Trung Quốc trong 3 ngày từ 18 tháng 5. Tân Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên công du khi mới được Trung ương Đảng tín nhiệm 100% ngày 3 tháng 8 vừa qua. Nước đầu tiên, ông đi trong vai trò Tổng bí thư là tới nước Cộng sản anh em phương Bắc. Chuyến đi của ông Tô Lâm tới Bắc Kinh để cùng với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nỗ lực xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Theo tờ South China Morning Post ở Hong Kong, vấn đề kinh tế là điểm mấu chốt trong lần gặp mặt cấp cao này giữa hai nước, mà một trong những điều đó, Hà Nội muốn Bắc Kinh hậu thuẫn cho dự án đường sắt Côn Minh - Hải Phòng. Tuy nhiên, tình nghĩa đồng chí anh em giữa hai nước, cộng sản, núi liền núi, sông liền sông mà theo giới quan sát chính trị, lại có những giới hạn của nó. Nhưng bất kể thế giới thay đổi như thế nào hay có những mâu thuẫn thế nào giữa Trung Quốc và Việt Nam, mối quan hệ giữa hai đảng ở Trung Quốc và Việt Nam vẫn là vững chắc và không thể lay chuyển. Một câu hỏi đặt ra đó là Trung Quốc liệu có tiếp tục chấp thuận khái niệm tương lai chia sẻ hay sẽ ép Việt Nam điều chỉnh sang một quy chế mới như vận mệnh chung hoặc vận mệnh cùng chia sẻ theo cách chuyển ngữ từ tiếng Trung. Cuối cùng, ảnh hưởng của chuyến thăm này đối với quan hệ Việt-Trung và tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam sẽ như thế nào? Các câu trả lời cho những vấn đề này hy vọng sẽ được soi rọi sau chuyến thăm của Tân Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Như thường lệ, chúng tôi bắt đầu bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, một thông tin mới nhất từ Báo Tiếng Dân cho biết, ngày hôm nay 16 tháng 8 năm 2024, Hội nghị Trung ương bất thường sẽ được tổ chức để giải quyết vấn đề nhân sự cấp bách. Theo Báo Tiếng Dân cho biết, thông tin mà chúng tôi nhận được, ngày 9 tháng 8 năm 2024, Bộ Chính trị khóa 13 đã nhóm họp để giải quyết vấn đề nhân sự cấp bách. Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định triệu tập Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương vào ngày mai 16 tháng 8 và sẽ có những biến động nhân sự cấp cao trong Đảng. Về nội dung, Bộ Chính trị có tờ trình các vấn đề cụ thể như sau. 1. Bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị. Hội nghị Trung ương ngày mai sẽ bầu bổ sung thêm 3 nhân vật sau đây vào Bộ Chính trị. Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, Phó Thủ tướng. Lương Tam Quang, sinh năm 1965, Bộ trưởng Bộ Công an Mai Văn Chính, sinh năm 1961, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương 2. Bầu bổ sung thành viên Ban Bí thư Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, Thượng tướng. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1966, Thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng 3. Bổ sung 3 Phó Thủ tướng Hội nghị Trung ương ngày mai sẽ giới thiệu nhân sự để Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ sung 3 Phó Thủ tướng sau đây. Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, chánh án tan tối cao. Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1962, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Hồ Đức Phước, sinh năm 1963, Bộ trưởng Bộ Tài chính. 4. Dự kiến phân công công tác cho các nhân sự. Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực, nhiệm kỳ 2021-2026. Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, thôi Phó Thủ tướng, chuyển sang làm trưởng ban kinh tế Trung ương. Mai Văn Chín, sinh năm 1961, thôi chức Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, chuyển sang làm trưởng ban dân vận Trung ương. Lê Minh Trí, sinh năm 1960, thôi chức Viện trưởng VKSND tối cao, chuyển qua làm chánh án tan tối cao. Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1972, sẽ rời khỏi ghế Bí thư Hưng Yên, sang làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Đức Duy, sinh năm 1970, rời ghế Bí thư Yên Bái, sang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Hải Ninh, sinh năm 1976.
Bí thư tỉnh Khánh Hòa, sẽ qua nhận ghế Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Một diễn biến khác xảy ra sáng ngày 15 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng. Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm thông tin về tình hình của Đảng, của đất nước trong những tháng đầu năm 2024, cùng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới. Điều bất ngờ là, ngoài sự vắng mặt không rõ lý do của ông Trương Tấn Sang, cũng như các cựu lãnh đạo cấp cao từng ngồi ghế tứ trụ, gồm Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và cựu thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã không được mời tham dự. Cuộc gặp gỡ này được xem như lễ ra mắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa được suy tôn. Một số bình luận cho rằng, ông Tô Lâm đóng tròn vai cầu thị đối với các tiền bối và lấy ý kiến đóng góp cho chuyến công du Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 15 tháng 8 kết án nhà hoạt động kiêm YouTuber Nguyễn Chí Tuyến với mức án 5 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự vì bình luận về chống tham nhũng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ông bị truy tố về hai video clip mang tên Vụ áp phe 150 năm triệu bảng Anh và chuyển đổi tên và chống tham nhũng làm sao để cán bộ không thể, không dám, không cần, không muốn phát trên trang YouTube cá nhân Anh Chí Râu Đen năm 2021. Trong phiên tòa kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ ngày thứ Năm, chỉ có ba luật sư Lê Đình Việt, Nguyễn Hà Luân và Phạm Lệ Quyên cùng vợ của ông Nguyễn Chí Tuyến được vào phòng xử án. Một trong ba luật sư, người không muốn nêu danh tính, cho Đài Á Châu Tự Do biết, cho dù các luật sư và ông Nguyễn Chí Tuyến yêu cầu tòa triệu tập giám định viên của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để đối chất về nội dung hai video trên, nhưng các giám định viên có giấy phép xin vắng mặt. Luật sư cho biết thân chủ của ông không nhận tội. Đánh giá về bản án, vị luật sư này nói: mặc dù thân chủ của tôi bị áp mức án thấp nhất trong khung hình phạt, tôi cũng như hai luật sư khác đều nhận định và đưa ra các chứng cứ chứng minh ông Nguyễn Chí Tuyến hoàn toàn vô tội và mức án áp cho ông là không phù hợp. Luật sư cũng cho biết ông Nguyễn Chí Tuyến sẽ cân nhắc việc kháng án trong 2 tuần tới. Cùng chung nhận định với các luật sư là cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng, ông nói với Đài Á Châu Tự Do: theo tôi, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến không đáng phải bị bắt giam, chứ đừng nói là anh phải bị tòa tuyên án những 5 năm tù giam. Đây rõ ràng là một bản án bất công đối với một người lên tiếng ôn hòa cho sự tiến bộ của đất nước. Những cái vụ bắt bớ, những cái bản án như thế này sẽ khiến cho người dân phải e dè, sợ hãi khi cất lên tiếng nói của mình. Không một quốc gia, một dân tộc nào có thể lớn được, có thể phát triển được khi người dân của nó phải sống trong sợ hãi. Một thành viên Đông Ưu ở Hà Nội nói với Đài Á Châu Tự Do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh: rõ ràng đây là sự trả thù của công an đối với Nguyễn Chí Tuyến. Trước khi bị bắt hơn 2 năm, Nguyễn Chí Tuyến đã dừng mọi hoạt động và chỉ còn bình luận tình hình quốc tế trên kênh YouTube AC Media. Do vậy, việc bắt giữ và kết tội anh là không thỏa đáng. Fulbright, trường đại học quốc tế ở Việt Nam do Mỹ tài trợ, có phản hồi sau khi bị các trang mạng thân chính phủ nhắm mục tiêu chỉ trích là nơi đào tạo ra những người làm cách mạng đường phố. Ngày 14 tháng 8, trường đại học Fulbright Việt Nam ra tuyên bố chính thức trên trang Facebook Fulbright University Việt Nam về thông tin sai lệch gần đây trên mạng xã hội về trường. Trang Facebook có hơn 100.000 lượt thích và 112.000 lượt theo dõi có dấu tích xanh cho hay đã có một số tuyên bố sai lệch và gây kích động về trường đại học Fulbright Việt Nam và cộng đồng Fulbright đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với ngôn ngữ xúc phạm những ngày qua. Dù không cho biết những tuyên bố này là gì, tuy nhiên trường đại học này nói các kênh truyền thông chính thức của Fulbright cũng bị nhắm đến. Đại học Fulbright Việt Nam gọi các tuyên bố này là thông tin sai lệch với mục đích thao túng nhằm lan truyền các thông tin sai sự thật về trường. Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc cố tình lan truyền thông tin sai lệch này và những tổn thương do hành động này gây ra cho các cá nhân hữu quan, thông cáo khẳng định. Đại học Fulbright Việt Nam nhắc lại, việc thành lập trường hồi năm 2016 là kết quả của thiện chí hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với sự ủng hộ mạnh mẽ liên tục từ các lãnh đạo cao nhất của hai nước, đồng thời khẳng định tôn chỉ giáo dục của Fulbright được xây dựng trên cam kết phụng sự Việt Nam và tôn trọng tuyệt đối luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhà trường cho hay họ đã gửi công văn tường trình đến các cơ quan chức năng để yêu cầu điều tra và hỗ trợ và sẽ tiếp tục giải quyết tình huống này một cách chủ động, phù hợp với các quy định luật pháp hiện hành của Việt Nam. Sự việc bắt nguồn từ việc bà Sheikh Hasina, Thủ tướng Bangladesh, hôm 5 tháng 8 từ chức và rời bỏ đất nước sau vài tuần biểu tình của sinh viên và người dân phản đối quyết định của chính phủ về hạn ngạch tuyển công chức, trong đó có ít nhất 300 người thiệt mạng. Các trang mạng xã hội thân chính phủ Việt Nam khi đưa tin về sự kiện diễn ra tại Bangladesh mô tả những cuộc biểu tình đòi quyền lợi của người dân thành những cuộc bạo loạn đầy bạo lực, tàn phá nền kinh tế và gây rối an ninh trật tự tại quốc gia láng giềng của Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 15 tháng 8 chính thức công bố chuyến công du Hoa Lục của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm kéo dài từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 của ông Tô Lâm và phu nhân được cho biết theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, hãng tin Reuters loan tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ công du Trung Quốc vào tuần tới. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của ông này. Reuters dẫn ba nguồn tin thông thạo về chuyến công du của ông Tô Lâm, gồm hai quan chức Việt Nam và một nhà ngoại giao tại Hà Nội. Cả ba nguồn đều không muốn nêu danh tánh vì lúc đó chuyến đi chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên cả ba cho biết cụ thể ông Tô Lâm có kế hoạch đến Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8. Trong hai ngày sau đó, ông Tô Lâm sẽ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, rồi có những cuộc gặp với những quan chức Trung Quốc khác. Cả Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc đều không trả lời yêu cầu bình luận về tin vừa nêu mà Reuters gửi đến. Theo Reuters, động thái công du Trung Quốc đầu tiên trong cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Tô Lâm khẳng định mối quan hệ gần gũi giữa hai lân bang theo chủ nghĩa Cộng sản Trung Hoa Việt Nam. Hai nước có mối quan hệ kinh tế thương mại phát triển tốt, mặc dù đôi lúc có xung đột về lãnh hải tại Biển Đông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sáng 15 tháng 8 gặp mặt các cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, có mặt cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng không có sự hiện diện của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, buổi gặp mặt của ông Tô Lâm còn có sự tham dự của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các lãnh đạo từ thời gian vừa qua trước khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí cao nhất như ông Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ đều không có mặt mà không rõ nguyên nhân. Trong buổi gặp, ông Tô Lâm nói về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, nhấn mạnh rằng thường trực tiểu ban văn kiện cũng đã họp và thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm văn kiện đại hội, đảm bảo hoạch định đường lối, chính sách, phát triển đất nước trong những năm tới. Tàu Hải quân Hoàng gia Canada HFCS Montreal vào sáng ngày 15 tháng 8 cập cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam cho đến ngày 19 tháng 8. Thông tấn xã Việt Nam loan tin cho biết, tàu Montreal mang số hiệu 336 do Trung tá Travis Ben làm thuyền trưởng và trên tàu có 247 sĩ quan, thủy thủ. Trong thời gian ở cảng Nhà Rồng, đoàn sẽ thăm xã giao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7, vùng 2 Hải quân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 14 tháng 8 lên tiếng cho rằng hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Australia gây phương hại cho nỗ lực duy trì an ninh và hòa bình của khu vực. VOV ngày 15 tháng 8 loan tin dẫn lời phát ngôn nhân Lâm Kiếm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc như vừa nêu, đồng thời bày tỏ quan ngại của Bắc Kinh về hợp tác đó. Cụ thể, theo ông Lâm Kiếm, thỏa thuận hợp tác tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho phép Hoa Kỳ, Anh Quốc và Australia trao đổi vật liệu, thông tin hạt nhân và các công nghệ quân sự tiên tiến khác. Mối quan hệ đối tác an ninh ba bên này bị Trung Quốc cho là kích thích chạy đua vũ trang, tác động đến hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, kích động đối đầu chính trị quân sự, phá vỡ hòa bình và ổn định khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Australia là vi phạm tôn chỉ và mục tiêu của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Lâm Kiếm kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc xem xét tác động của hợp tác như thế đối với thẩm quyền, hiệu quả của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và tác động tiêu cực đối với cơ chế giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam vừa ban hành kết luận điều tra với đề nghị truy tố đối với cựu bí thư và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chiến cùng 11 người khác
Cáo buộc đối với nhóm này là có hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu. Mạng an ninh thủ đô loan tin ngày 15 tháng 8 nêu rõ, đây là vụ án tiếp theo liên quan chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chiến, vào ngày 24 tháng 1 vừa qua bị khởi tố, bị bắt giam. Lý do ông này bị cho nhận hối lộ trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Trong cùng vụ, vào ngày 19 tháng 1 vừa qua, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh và cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hạnh Chung bị khởi tố và bị bắt theo tội nhận hối lộ của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Ngoài hai ông Quỳnh và Chung, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vào tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các ông Trần Văn Tuyên, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Nguyễn Đằng An, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Kim Huân, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Viết Toản, cựu nhân viên công ty AIC, Nguyễn Đăng Linh, cựu nhân viên công ty AIC, Đặng Xuân Minh, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc công ty AIC. Những người này cùng bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Bản tin chiến sự ngày 16 tháng 8, Ukraine thành lập chính quyền quân quản tại Kursk, đáp ứng lòng mong mỏi của các cấp chính quyền và nhân dân vùng Belgorod. Kremlin chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp cấp liên bang ở Belgorod. Gió đảo chiều, bây giờ điều kiện là do Ukraine đưa ra lần đầu tiên, Nga là phía đưa ra đề nghị trao đổi tù binh với Ukraine, có lẽ là vì thiếu hụt quân nghiêm trọng do bị thương vong và bị bắt giữ quá nhiều. Phía Ukraine cho biết rất sẵn sàng, nhưng với điều kiện tất cả và tất cả. Tức có nghĩa, phải bao gồm tất cả các chiến binh Azov. Ukraine đã thành lập bộ chỉ huy quân sự ở khu vực Kursk, do tướng Moskalev đứng đầu tổng tư lệnh, đại tướng Sirsky vừa công bố. Nó thực chất là một chính quyền quân quản tạm thời nhằm đáp ứng sự quản lý thống nhất cả về mặt hành chính của một khu vực dân cư rộng lớn. Theo Reuters đưa tin cho hay, Ukraine mở văn phòng chỉ huy quân sự ở Kursk. Tư lệnh hàng đầu của Ukraine hôm 15 tháng 8 cho biết Kyiv đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực Kursk mà Ukraine chiếm được của Nga. Ông cũng nói rằng quân của ông vẫn đang tiến lên ở Kursk và đã chiếm thêm được 1,5 km trong 24 giờ qua. Thượng tướng Oleksandr Sirsky nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một video do ông Zelensky công bố rằng các lực lượng của Kyiv đã tiến sâu 35 km vào khu vực Kursk của Nga kể từ khi mở cuộc tấn công vào tuần trước. Việc quân Kyiv tràn vào lãnh thổ Nga hồi tuần trước đã khiến Moscow bất ngờ và Ukraine đã giành thế chủ động trong lúc quân Nga có được những thắng lợi nhỏ nhưng vững chắc ở miền đông Ukraine trong cả năm qua. Tướng Sirsky cho biết quân Ukraine đã kiểm soát được 82 khu dân cư với diện tích 1.150 km2 trong cuộc đột kích. Ông cho biết ông đang bổ nhiệm Thiếu tướng Eduard Moskalyov làm người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực Kursk ở miền tây nước Nga, hiện do Kyiv kiểm soát. Chúng tôi đang tiến về phía trước ở khu vực Kursk. Một văn phòng chỉ huy quân sự đã được thiết lập để đảm bảo trật tự và tất cả các nhu cầu của người dân địa phương, ông Sirsky cho biết trên tài khoản Telegram của ông. Ngay sau đó, theo AFP đưa tin cho biết, Putin chọn một người thân cận giám sát chiến dịch khủng bố ở Kursk. Lực lượng Nga tiếp tục dùng drone và tên lửa oanh kích các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Ukraine ngày 15 tháng 08, 2024. Nhưng ngay trong nước, việc chính quyền thiếu phản ứng mạnh mẽ trước đà tấn công của quân Ukraine tại vùng biên Kursk lại bị chỉ trích nhiều trên mạng xã hội. Có thông tin cho rằng Alexei Dumin, một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu thống đốc vùng Tula, được giao nhiệm vụ giám sát chiến dịch chống khủng bố của Nga trong vùng Kursk
đang bị quân Ukraine đánh chiếm. Theo thông tin viên RFE Jean Didier Revoan tại Moscow, đây là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Putin nóng lòng lấy lại ưu thế ở Kursk. Thông tin chưa được công bố chính thức, nhưng Nikolai Ivanov, dân biểu vùng Kursk, đã khẳng định như vậy. Vladimir Putin dường như đã giao cho cố vấn Alexei Dumin nhiệm vụ giám sát chiến dịch chống khủng bố. Nhiệm vụ này bao gồm việc điều phối các hoạt động của quân đội, Tổng cục An ninh Liên bang Nga, FSB và lực lượng vệ binh quốc gia hoạt động ở vùng Kursk để đánh đuổi quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Là người gốc vùng Kursk, Alexei Dumin đã đảm nhiệm nhiều trọng trách trong đội ngũ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Putin, tình báo quân sự và quân đội, trước khi trở thành thống đốc vùng Tula của Nga. Theo một số nguồn tin, Alexei Dumin dường như đã đóng vai trò quyết định hồi năm 2014 trong vụ sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Ông đã đích thân chỉ đạo vụ di tản Tổng thống Ukraine, khi đó là Viktor Yanukovych, sang Nga tị nạn. Đó là những thành tích mà chính Alexei Dumin nói là không có thật. Cho dù ông đã được nhận danh hiệu anh hùng của nước Nga vì đã hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt. Như vậy, Alexei Dumin đã được Tổng thống Vladimir Putin tin cậy hoàn toàn. Cho dù một số ít nhà quan sát nhận định việc bổ nhiệm ông làm người giám sát chiến dịch chống khủng bố sẽ làm gia tăng hỗn loạn, đa phần đều hoan nghênh quyết định đó. Trong mắt họ, các vị bộ trưởng và lãnh đạo các cơ quan sẽ không còn có thể nói dối Tổng thống Putin, hoặc ít nhất là việc ông Alexei Dumin giám sát chiến dịch khủng bố ở Kursk cũng sẽ giúp xác định các vấn đề mà sẽ trực tiếp và thẳng thắn thông báo tình hình cho Tổng thống Vladimir Putin mà không nói vòng vo. Thông tin mới nhất về Kursk. Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 116 xác nhận đã giải phóng một khu dân cư Roskoye Porechnoye ở vùng Kursk. Quân đội Ukraine cũng đã chiếm được làng Mikhailovka ở tỉnh Kursk. Ngôi làng nằm cách Sudzha 3 km về phía đông. Tổng tư lệnh Sisky cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở khu vực Kursk, quân đội của chúng tôi đã tiến được 35 km, kiểm soát khu vực rộng chừng 1.105 km2 và kiểm soát 82 khu dân cư. Ông cho biết thêm rằng hôm nay, AFU đã tiến thêm được 1,5 km. Một câu hỏi đặt ra đó là, bằng cách nào quân Ukraine dễ dàng đột nhập và tiếp tục tấn công sâu trong lãnh thổ Nga? Đã hơn một tuần từ khi quân đội Ukraine đột nhập và tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga, dịch chuyển chiến tranh sang lãnh thổ Nga, như lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10/08/2024. Theo Kiev, đến nay quân đội Ukraine đã kiểm soát được hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Con số này, theo hãng tin Pháp AFP, thật ra chỉ là 800 km. Đặt sang một bên những khác biệt về số liệu, câu hỏi được đặt ra vẫn là bằng cách nào quân Ukraine lại có thể dễ dàng đột nhập vào sâu trong lãnh thổ Nga và vẫn chiếm đóng các địa phương tại vùng Kursk? Theo giới phân tích quân sự, vùng đất sâu 5-10 km trong lãnh thổ Nga, tính từ biên giới Ukraine, vốn là vùng đất không người sinh sống, no man's land, mà Moscow nghĩ là ít có nguy cơ bị tấn công, bởi mọi sự chú ý đều hướng đến vùng Donbass mà Nga sáp nhập của Ukraine. Báo Le Monde ngày 14/08 cho biết trên thực tế, có các trạm kiểm soát được thiết lập ở phía Nga, dọc theo 245 đường biên giới, trong đó có vùng Kursk, nhưng chủ yếu do vài trăm lính biên phòng trực thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB và Vệ binh Quốc gia canh gác. Đây là lực lượng ít được huấn luyện quân sự, các đơn vị bộ binh cũng chỉ được vũ trang nhẹ. Le Monde trích dẫn chuyên gia quân sự Stéphane Audran, nhà tư vấn về rủi ro quốc tế và cũng là một sĩ quan dự bị, cho biết cuộc đột nhập của quân Ukraine càng trở nên dễ dàng hơn do trước đó phía Nga đã bắt đầu giả pháo mìn trong khu vực biên giới này, để có thể tấn công sang vùng biên Sumy của Ukraine từ khu vực biên giới. Việc rà phá bom mìn đã bắt đầu, nhưng Nga lại chưa tập trung đông đảo quân đến khu vực này. Nắm lấy cơ hội trời cho, Ukraine đã nhanh nhạy nhìn thấy cơ hội hiếm có từ lỗ hổng ở biên giới và quyết định chặn trước kẻ thù bằng cách chủ động tấn công trước vào lãnh thổ Nga. Chuyên gia Audran nhận định đây là quyết định rất thông minh của Kiev để giành thế chủ động. Hiệu ứng bất ngờ càng lớn bởi Moscow không tin và không muốn tin rằng Ukraine có khả năng tấn công sang Nga. Moscow cho rằng Kiev đang dồn quân vào các vùng Donbass và Crimea bị Nga chiếm. Cho dù trước chiến dịch đột nhập vài tuần,
Kiev đã tập trung hàng ngàn binh lính ở vùng biên giới Sumy của Ukraine. Đúng là từ nhiều tháng nay, Kiev luôn nhấn mạnh Ukraine đang thiếu cả nhân lực lẫn vũ khí, đạn dược, nên Moscow khó có thể tưởng tượng quân Ukraine lại có đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô như vậy, và hơn nữa lại là trên lãnh thổ Nga. Hơn nữa, theo nhận định của chuyên gia quân sự Audran, Moscow cũng nghĩ rằng Kiev sẽ không được Mỹ ủng hộ trong việc tấn công sang lãnh thổ Nga. Nhưng Ukraine dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga, huy động hàng ngàn quân dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, rất cơ động, đến theo từng đội nhỏ, đôi khi trong trang phục dân sự, sau đó tập trung lực lượng rất nhanh chóng. Chuyên gia quân sự Audran cho biết thêm là lần này, lực lượng Ukraine không dùng pháo binh mà vượt qua các công sự của Nga bằng các drone có khả năng bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào với độ chính xác rất cao. Những ngày tới sẽ mang tính quyết định. Tính đến hôm qua, 14 tháng 8, dù quân đội Nga đã tăng viện và khẳng định đã ngăn chặn được những nỗ lực thâm nhập sâu vào 5 địa phương của các đội quân Ukraine tại vùng Kursk, nhưng theo Tổng thống Zelensky, chỉ trong ngày hôm qua, quân Ukraine đã tiến thêm được 1-2 km. Như vậy là lực lượng của Kiev vẫn tiếp tục đà tấn công. Tuy nhiên, trên đài RFI Pháp ngữ, tướng Jérôme Pellistrandi, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Defense National của Pháp hôm 14/08 cho rằng Kiev sẽ phải đối phó với những thách thức vô cùng lớn. Theo ông, quân Ukraine càng tấn công được sâu trong lãnh thổ Nga thì càng tốt, bởi nhờ đó chuỗi cung ứng hậu cần của Kiev sẽ càng được kéo dài, nhưng như vậy có nghĩa là họ cũng phải chấp nhận nhiều rủi ro và sẽ thật tai hại cho Kiev nếu mất đi những đơn vị chất lượng rất cao. Một câu hỏi khác được đặt ra, lực lượng Ukraine sẽ phải làm thế nào với thường dân Nga? Họ sẽ cần rất nhiều nỗ lực hậu cần, vốn cũng đang rất cần ngay trên lãnh thổ Ukraine, trong khi đối phương vẫn không ngừng oanh kích bằng tên lửa và drone nhắm vào các mục tiêu chiến lược tại Ukraine. Do vậy, theo tướng Pháp Jérôme Pellistrandi, nhìn vào cuộc chiến xâm lược của Nga, không ai có thể trách cứ việc Ukraine tấn công và chiếm đóng một phần lãnh thổ Nga. Nhưng điều quan trọng hiện nay là Kiev phải xác định tấn công sâu đến đâu trong lãnh thổ Nga và có nên duy trì việc chiếm đóng, kiểm soát toàn bộ phần lãnh thổ mà họ đã chiếm được trong những ngày qua hay không. Báo Romania ngày 13 tháng 8 năm 2024 đưa tin ngay vào chiến sự Ukraine, Nga và cho biết lý do Ukraine đã lừa Nga thế nào để chiếm 1.000 km vuông lãnh thổ. Người Ukraine đánh lừa người Nga như thế nào? Hầu hết các sĩ quan tham gia chiến dịch Kursk chỉ biết được 3 ngày trước rằng họ sẽ xâm chiếm nước Nga. Theo tác giả nhà báo Veronica Andrei, Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào thứ Ba, ngày 6 tháng 8, nhưng không nói gì nhiều về cuộc tấn công của mình. Điều này trái ngược với cuộc phản công thất bại vào năm 2023, khi nó thậm chí còn tung ra một video giới thiệu. Khi Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga trong tuần này, ngày càng rõ ràng rằng Kiev đã dựa vào yếu tố then chốt trong cuộc tấn công vào Kursk, yếu tố bất ngờ. Kiev tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát gần 1.200 km vuông lãnh thổ Nga chỉ trong vài ngày, gần bằng diện tích lãnh thổ mà Điện Kremlin đã chinh phục ở Ukraine trong năm nay. Tờ New York Times viết về việc Ukraine lần này nhấn mạnh đến vấn đề bí mật. Quân đội Ukraine nghiên cứu các chiến dịch thành công trong lịch sử hiện đại. Theo công bố của Mỹ, một viện nghiên cứu liên kết với quân đội Ukraine đã nghiên cứu các chiến dịch thành công trong lịch sử hiện đại và nhận thấy bên chiến thắng thường không nói gì công khai trước các cuộc tấn công của mình. Một phó chỉ huy lữ đoàn Ukraine được New York Times xác định là Trung tá Artem cho biết hầu hết các sĩ quan cấp cao chỉ được thông báo trước 3 ngày rằng họ sẽ xâm lược. Ấn phẩm cho biết thêm, những người lính ở vị trí không lãnh đạo chỉ được thông báo trước 1 ngày. Tờ New York Times cũng viết rằng Ukraine đã cố gắng ngụy trang việc tập trung lực lượng dọc biên giới bằng cách dàn trải lực lượng tại các ngôi nhà rải rác khắp các làng và giả vờ đang tiến hành tập trận. Đáng chú ý nhất là các nhà lãnh đạo Ukraine đã giữ bí mật về cuộc tấn công ngay cả vài ngày sau khi có thông tin cho rằng quân đội Kiev đã tiến sâu hàng km vào khu vực Kursk. Nga ban đầu thừa nhận Ukraine đã gửi khoảng 40 xe bọc thép và 1.000 binh sĩ, mặc dù các báo cáo trên thực địa cho thấy lực lượng xâm lược lớn hơn nhiều.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ thừa nhận vụ tấn công vào thứ Bảy, 5 ngày sau vụ đột nhập. Cách tiếp cận khiêm tốn của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các nhà quan sát đang cố gắng xác định xem lực lượng Kiev đã tiến bao xa vào Kursk và mục tiêu chiến lược của cuộc tấn công có thể là gì. Sự im lặng của Kiev trái ngược với cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái, khi lực lượng Ukraine tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga ở phía Nam, nhưng chỉ giành lại được khoảng 320 km vuông lãnh thổ. Khi đó, Ukraine đã mạnh dạn tuyên bố mục tiêu chính của mình, cắt đứt mặt trận phía đông của Nga khỏi các tuyến tiếp tế qua Crimea. Trước cuộc tấn công, anh ta thậm chí còn tung ra một đoạn video giới thiệu về cuộc phản công của mình. Ông không cho biết khi nào sẽ tấn công, nhưng ý định tấn công phòng tuyến của Nga đã được điện báo ngay từ giữa năm 2022. Việc thực hiện mất nhiều thời gian đến mức thậm chí còn có nghi ngờ rằng cuộc phản công này chỉ là một đòn nhử. Zelensky sau đó cho biết người Nga có thể đã biết trước về kế hoạch phản công năm 2023 của Ukraine. Người Nga biết chúng tôi sẽ tấn công vào đâu, ông nói với các phóng viên vào tháng 4. Làm sao họ biết được? Làm thế nào họ có được thông tin này? Tôi không thể nói với bạn điều đó. Lịch sử sẽ trả lời. The New York Times mô tả cách các nhà nghiên cứu Ukraine bắt đầu nghiên cứu các chiến dịch trước đây sau thất bại năm 2023. Lần này, Ukraine dường như đã giữ kín cuộc tấn công, đến mức nước này phải gấp rút sơ tán các làng biên giới của mình khi Nga tấn công trở lại. Đồng thời, Ukraine cũng đưa ra điều kiện để nước này thôi, không đưa quân vào lãnh thổ Nga. Điều kiện do Ukraine đặt ra là phải từ bỏ các cuộc tấn công từ Nga. Thông điệp này được cho là chắc chắn dành cho Putin. Các nhà ngoại giao Ukraine cho biết hôm thứ Ba, 13 tháng 8, cuộc tấn công của Ukraine ở Nga là hợp pháp và sẽ dừng lại nếu Moscow chấp nhận hòa bình công bằng và chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine. Người phát ngôn của cơ quan ngoại giao Ukraine, Georgi Tihi, tuyên bố Nga càng sớm đồng ý khôi phục nền hòa bình công bằng, thì các cuộc xâm nhập của lực lượng phòng thủ Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ càng sớm chấm dứt. Không giống như Nga, Ukraine không cần tài sản của người khác. Ukraine không muốn sáp nhập bất kỳ lãnh thổ nào ở khu vực Kursk, nhưng họ muốn bảo vệ cuộc sống của người dân mình, nhà ngoại giao nói thêm. Tihi chỉ ra rằng, chỉ kể từ đầu mùa hè, hơn 2.000 cuộc tấn công thù địch đã được tiến hành từ vùng Kursk nhằm vào vùng Sumy của Ukraine, sử dụng 255 quả bom dẫn đường và hơn 100 tên lửa. Thật không may, Ukraine không có đủ khả năng để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí mà nước này có để tự vệ trước cuộc khủng bố này. Chúng tôi vẫn chưa có giải pháp mà chúng tôi mong muốn. Vì vậy, cần phải sử dụng lực lượng vũ trang Ukraine để giải phóng các khu vực biên giới này khỏi lực lượng quân sự Nga đang tấn công Ukraine. Người phát ngôn chỉ ra được Interax Ukraine dẫn lời. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Ukraine đã đạt được các mục tiêu phù hợp ở khu vực Kursk và sẽ tiếp tục làm như vậy vì điều đó là cần thiết cho an ninh và quốc phòng của đất nước. Ngoài ra, Tihi nhấn mạnh rằng hoạt động ở khu vực Kursk không cho phép Nga triển khai thêm các đơn vị ở khu vực Donetsk và làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần của đối phương. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cho biết có những nghi ngờ hợp lý rằng Nga có thể tạo ra các sự cố, bao gồm cả binh sĩ Nga cải trang thành người Ukraine, nhằm bịa ra lý do cho thấy lực lượng Ukraine vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Người phát ngôn thu hút sự chú ý. Chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình hãy chuẩn bị cho những diễn biến như vậy, và nếu có những nỗ lực như vậy từ phía Liên bang Nga, hãy cảnh giác và không rơi vào bẫy tuyên truyền của Nga. Điều kiện do Ukraine đặt ra là phải từ bỏ các cuộc tấn công từ Nga. Thông điệp chắc chắn dành cho Putin sau khi mắc sai lầm. Thưa quý vị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu chạy tội dung túng Thích Chân Quang. Truyền thông nhà nước cho hay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang lúng túng chạy tội dung dưỡng Thượng tọa Thích Chân Quang. Báo Thanh Niên ngày thứ Tư 14 tháng 8 dẫn cuộc trao đổi cùng ngày với ký giả báo này của Thượng tọa Thích Thiện Thuận là Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong cuộc trao đổi tức trả lời phỏng vấn này, Thượng tọa Thích Thiện Thuận tiết lộ một số điều vừa bất ngờ, vừa có vẻ mâu thuẫn về Thượng tọa Thích Chân Quang, cũng như mối quan hệ giữa nhà sư đang gặp nhiều tai tiếng và rắc rối với ban quản trị tỉnh giáo hội địa phương.
Theo Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Chân Quang không phải là một chức sắc Phật giáo, chỉ là một tu sĩ bình thường của một tu viện. Tờ Thanh Niên viết, người ta gián tiếp hiểu ông Thượng tọa Thích Thiện Thuận phủ nhận Thượng tọa Thích Chân Quang không phải là một chức sắc Phật giáo, nhằm tránh điều tiếng xấu cho giáo hội Phật giáo Việt Nam khi ông Chân Quang đang bị lộ chuyện sai bằng giả. Rồi Thượng tọa Thiện Thuận còn nói thêm rằng, từ trước tới nay Thượng tọa Thích Chân Quang chưa từng tham gia vào giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn quản lý Thượng tọa Thích Chân Quang với tư cách hành chính, quản lý các tăng ni trong toàn tỉnh. Điều này vô lý, vì nếu ông Chân Quang chưa từng tham gia vào giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì tư cách gì giáo hội Phật giáo tỉnh này quản lý? Rồi lại còn nói, giáo hội tỉnh cũng đang họp để ra hình thức xử lý sắp tới về những việc gây ồn ào dư luận xã hội trong thời gian qua của một số tu sĩ trong tỉnh, trong đó có Thượng tọa Thích Chân Quang. Trong bản tiểu sử của Thượng tọa Thích Chân Quang đang được lưu hành trên nhiều mạng xã hội, họ đều nói ông là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu ông không phải là một nhà sư nằm trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước kiểm soát bằng Ban Tôn giáo Chính phủ, thì làm sao ông lại được ban cho cái chức vừa kể? Đồng thời, Thượng tọa Thích Thiện Thuận cũng phủ nhận cái chức trụ trì Chùa Phật Quang khi giải thích, để bổ nhiệm một tu sĩ làm trụ trì cơ sở tôn giáo thuộc Phật giáo, quản lý có rất nhiều quy chế, trong đó có điều kiện về học vấn là thế học và đạo học. Thế học là phải tốt nghiệp trung học phổ thông, đạo học là phải có tối thiểu là bằng trung cấp Phật học. Thượng tọa Thích Chân Quang, năm nay 65 tuổi, mới được báo chí trong nước dẫn lại văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo ở Sài Gòn, gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, nói ông Vương Tấn Việt, thế danh của ông Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách thí sinh dự thi cũng như trúng tuyển bằng cấp 3, bổ túc tại địa phương năm 1989. Tức cái bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông bị rò rỉ ở trên mạng Internet ít lâu nay là bằng giả mà ông đã mua khi đã là một tu sĩ Phật giáo ở địa phương, 30 tuổi. Hiện ông cũng đang bị Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cuộc điều tra về cái bằng tiến sĩ luật mà Đại học Luật Khoa ở Hà Nội cấp phát cho ông hồi năm 2022, vốn cũng bị xăm soi vì nhiều cái bất thường liên quan. Nếu cái bằng tốt nghiệp trung học, bổ túc văn hóa của ông là bằng giòm, tất cả các bằng cấp sau đó cũng đều bị thu hồi theo luật. Không những vậy, ông cũng có thể bị rắc rối hình sự. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu suốt nhiều năm qua không hề nói gì khi ông Chân Quang nổi tiếng khắp nơi với hoạt động trải rộng nhiều lĩnh vực từ Phật sự, xã hội đến âm nhạc và cả võ thuật nữa. Năm 2019, ông Chân Quang còn được Liên hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng bằng khen nhân tài đất Việt, nhưng không thấy bị gièm pha gì cả, đừng nói chi đến bằng tiến sĩ. Ông lại cũng được Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực vinh danh Nhân tài đất Việt thời kỳ hội nhập quốc tế vào cùng ngày nữa. Trên mạng xã hội, người ta còn lưu giữ rất nhiều những lời giảng dạy nhảm nhí, bịp bợm của ông Chân Quang, chỉ nhằm mục đích kích thích Phật tử cúng dường suốt nhiều năm qua. Cũng chẳng thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Smong Vũng Tàu phát biểu gì cho đến khi ông bị lộ tẩy, mới vội vã chạy tội dung dưỡng cho chính mình. Và thưa quý vị, trong khi đó tin cho hay, rò rỉ bản tường trình của các sư cô Tố Thích Chân Quang lạm dụng tình dục. Vài ngày sau khi bị Giáo hội Phật giáo CSVN cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong 2 năm, Thượng tọa Thích Chân Quang tiếp tục bị một số sư cô tố giác ông ta lạm dụng tình dục. Sư Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lâu nay gây tranh cãi với việc hù dọa Phật tử về thuyết nhân quả để họ cúng dường thật nhiều cho chùa của ông. Trong văn bản rò rỉ hôm 22 tháng 6, một nhóm 6 sư cô tự nhận có thời gian tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang quyết định công khai danh tính và tố giác ông Chân Quang có hành vi dâm dục trong suốt thời gian dài mà không bị phát giác. Theo mô tả của các nạn nhân, ông Chân Quang hỏi thăm các sư cô về sinh lý, ngực lớn. Bản tường trình của các sư cô cho rằng bên cạnh những lời nói dụ dỗ, ông Chân Quang còn có các hành vi như sờ soạng ngực, cưỡng hôn, cầm tay sư cô đặt vào bộ phận sinh dục của ông, thậm chí xâm hại tình dục một sư cô
rồi sau đó đưa nạn nhân 10 triệu đồng để đi phá thai tại bệnh viện Từ Dụ ở Sài Gòn. Các sư cô trong vụ này cũng lý giải chuyện nhiều nữ đệ tử của ông Trân Quang lần lượt bị ông này xâm hại ngay tại Thiền Tôn Phật Quang, vì quá sợ thầy Trân Quang mà phải nghe lời và sau đó phải giữ im lặng. Nếu như một người dám nói ra sẽ lập tức bị đuổi khỏi chùa và cũng không một ai tin tưởng, vì các đệ tử vốn rất kính trọng và tin thầy, bản tường trình viết. Ngoài ra, các sư cô cho biết thêm sau mỗi vụ xâm hại tình dục, ông Trân Quang đều năn nỉ, yêu cầu nạn nhân giữ gìn uy tín cho thầy và cho Phật Pháp. Trước cáo buộc nêu trên, hôm 19 tháng 6, theo báo Thanh Niên, lệnh cấm thuyết giảng còn bao gồm việc ông Trân Quang không được tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang, cũng như ở các địa điểm khác. Chỉ thị của Giáo hội Phật giáo CSVN cũng yêu cầu Thiền Tôn Phật Quang và Sư Trân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới, không đúng với giới luật ngũ giới của Đức Phật. Ngoài ra, Sư Trân Quang còn bị buộc gỡ bỏ tất cả các bài thuyết giảng, gây hoang mang trong xã hội trên mạng xã hội. Lệnh cấm nêu trên được coi là đòn giáng mạnh vào thu nhập của Sư Trân Quang. Thời điểm đó, mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Sư Thích Trân Quang của ông Thái Phương, chúng trưởng của đạo tràng Phật Đắc, tỉnh Đắk Lắk. Trong lá đơn, ông Thái Phương cáo buộc Sư Trân Quang có âm mưu gây hại đến an ninh quốc gia, huấn luyện đạo tràng thành robot không có trái tim con người, bất chấp tất cả để làm theo mệnh lệnh của ông. Ông Trân Quang còn bị cho là biến đạo tràng thành đội quân khủng bố chuyên nghiệp để đánh đập, bắt cóc, hăm dọa. Đối với những ai chống lại Thích Trân Quang, thế lực nào chống lưng cho Thích Trân Quang? Ngày 19 tháng 6, 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ quan tôn giáo của nhà nước CSVN, đã xoa dịu dư luận khi công bố phạt khóa miệng Thích Trân Quang, cấm thuyết giảng 2 năm. Án phạt Trân Quang chỉ mang tính hình thức. Thực tế thì Trân Quang không hề gỡ bỏ các bài giảng nhảm nhí, có nội dung gây hoang mang xã hội, khỏi fanpage Thiền Tôn Phật Quang như được yêu cầu. Trong thực tế, Trân Quang, kẻ từng công khai tự nhận là cháu của Hồ Chí Minh, vẫn bình chân như vậy. Chẳng ai biết chính xác con đường nào dẫn Thích Trân Quang đến cửa chùa, xuống tóc đi tu và thậm chí trở thành thượng tọa. Thông tin ít ỏi trên mạng cho biết Trân Quang tên thật là Vương Tấn Việt, sinh ngày 9 tháng 12, 1959. Năm 1992, khi mới 33 tuổi, Trân Quang Vương Tấn Việt về núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và bắt đầu xây Thiền Tôn Phật Quang. Thông tin chỉ có bấy nhiêu. Trước 1992, Trân Quang Vương Tấn Việt làm gì, ở đâu, xuất gia từ lúc nào, gia đình ra sao, không ai biết. Tiền ở đâu mà Trân Quang Vương Tấn Việt xây chùa cũng chẳng ai biết. Năm 2019, tức 17 năm sau khi được thành lập, Thiền Tôn Phật Quang đã trở thành một cơ sở Phật giáo giàu sụ. Từ một vụ rắc rối liên quan pháp lý và được báo chí tường thuật, dư luận mới biết Thiền Tôn Phật Quang giàu có như thế nào. Tờ Pháp Luật Việt Nam, ngày 26 tháng 12, 2010 thuật. Sáng ngày 09 tháng 12, 2019, ông Việt, tức Trân Quang Vương Tấn Việt, đang làm việc tại công ty Tân Nhân Hến Văn Hóa Pháp Quang, một cơ sở của chùa tại 28 Hoàng Diệu, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, thì bốn đệ tử đã kéo theo khoảng 20 người xông vào lăng mạ và ép ông ký giấy bàn giao cho họ 8 hectare đất tại xã Tóc Tiên, 2 căn hộ 600 mê khoai tại phường Kim Dinh, huyện Tân Thành, 4 chiếc ô tô. Quá sợ hãi, ông Việt đã miễn cưỡng ký vào nhau các giấy tờ do nhóm đệ tử soạn sẵn. Sự việc xảy ra, công an phường sở tại đến lập biên bản, rồi thôi. Trong đơn tố cáo, ông Việt viết, sau đó, nhóm người này kéo về chùa Phổ Quang, khống chế những đệ tử, tu sĩ trung thành của nhà chùa, lấy đi 2 két sắt chứa 2,8 tỷ đồng, 185 lượng vàng và nhiều ngoại tệ khác, 60 tấn sắt, 1 đầu máy kéo, 2 máy trộn bê tông, 3 máy tời, 30 tấn xi măng, 6 xe gắn máy, 6 vi tính để bàn, 20 vi tính sách tay, 7 máy quay phim, 5 màn hình tinh thể lỏng, 10 tấn gạo, 14 máy may công nghiệp và vải vóc trị giá 800 triệu đồng. Thậm chí, 5 triệu đồng của ông để trong túi áo cũng bị móc luôn và toàn bộ giường chiếu, bàn ghế, nồi niêu, bát đũa cũng bị họ lấy đi. Từ sau khi trở thành quan chùa, từng là phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tên tuổi Trân Quang Vương Tấn Việt, nổi như cồn. Bảng thành tích của Trân Quang rất ấn tượng. Tiến sĩ luật học,
từng thực hiện hơn 2.000 bài giảng về nhiều đề tài từ văn hóa, giáo dục, đạo đức, khoa học công nghệ đến y học, là giảng sư Phật giáo đầu tiên thuyết pháp tại Nhà hát lớn Hà Nội và Văn miếu Quốc Tử Giám, là tác giả của hơn 130 tựa sách, kinh bộ, nghiệp và kết quả, luận về nhân quả, giáo trình thiền học, tâm lý đạo đức, giáo trình hoàng pháp. Ngoài ra, Trân Quang còn biết chơi nhiều nhạc cụ như guitar, piano và đã sáng tác gần 150 bài hát về Phật giáo. Trân Quang cũng gây dựng quỹ từ thiện Thiền Tôn Phật Quang từ năm 2013, kêu gọi đóng góp được ít nhất 337 tỷ đồng, hơn 12 triệu tính đến năm 2023. Trân Quang còn thành lập môn phái Phật Quang Quyền, trực thuộc Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Trân Quang được trao bằng vàng với danh hiệu Nhân tài đất Việt thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ luật học với đề tài nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, Trân Quang đã được giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, người luôn rao giảng tư tưởng Hồ Chí Minh, đích thân đến khen ngợi hết lời. Thiền Tôn Phật Quang cũng liên tiếp mở các khóa tu thiền tại nhiều chùa trong Nam ngoài Bắc. Đặc biệt chùa được sự ủng hộ nhiệt tình của giới showbiz Việt Nam. Những người được Trân Quang nhận làm đệ tử gồm ca sĩ Tạ Minh Tâm chuyên hát nhạc đỏ, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long, người từng than thở khóc lóc về việc bị đánh rớt khỏi bảng xét duyệt nghệ sĩ nhân dân, diễn viên Angela Phương Trinh. Các hoạt động của Thiền Tôn Phật Quang rất nhộn nhịp. Kênh YouTube Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang cho biết có hơn 33.000 người dự lễ Vu Lan 2023 tại Thiền Tôn Phật Quang. Tại lễ Vu Lan 2022, có khoảng 48.000 người dự, trong đó có Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Võ Văn Tư, trưởng Ban tuyên giáo thị ủy thị xã Phú Mỹ. Dù ít ai biết chính xác về thân thế Trân Quang Vương Tấn Việt, nhưng có điều chắc chắn rằng nhân vật này hẳn được chống lưng bởi thế lực chính trị nào đó. Ở một đất nước mà việc mở miệng không được xem là quyền mặc định của công dân, Trân Quang Vương Tấn Việt lại có thể nói nhăng nhít mà chưa bao giờ bị sờ gáy, ngay cả khi công khai phát ngôn bên Trung Quốc. Trân Quang Vương Tấn Việt nói, về nguồn gốc, không chối cãi được Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, vì là em, theo tâm thức Á Đông, thì hễ là anh mình là em phải nhường nhịn. Mấy ngàn năm qua, người Việt Nam luôn có thái độ kính trọng người Trung Quốc đàng hoàng. Không bao giờ mình mất cái lễ này, luôn kính trọng người Anh. Chỉ một lần Lý Thường Kiệt hơi hỗn, đem quân đi đánh anh mình. Còn lại toàn bộ, tuyệt đối, đa số người Việt Nam đều bày tỏ lòng kính trọng đối với Trung Quốc. Với cương vị Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thích Trân Quang cho thấy mình có tài buôn thần bán thánh. Ông ta thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang, kinh doanh đủ thứ, từ sách báo, băng đĩa ca nhạc của chính Thích Trân Quang, trang phục Phật giáo, đến thậm chí dược phẩm Đông Y. Công ty Pháp Quang có hẳn ứng dụng app, cài trên điện thoại và người dân có thể mua vật phẩm Phật giáo bằng hình thức, thẻ cào. Và thưa quý vị, trên mạng, dưới những clip thuyết giảng của Trân Quang thường có dòng chữ nhằm đảm bảo tính trung thực về nội dung cho các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Trân Quang như bài giảng, sáng tác nhạc, khí công. Thuộc Pháp Quang Sen Hồng, công ty Tân Nhân Hến Văn hóa Pháp Quang quản lý và phát hành. Xin vui lòng không đăng lại dưới mọi hình thức. Nếu chúng tôi phát hiện có thể dẫn đến khóa kênh của bạn vĩnh viễn. Sự đe dọa rất xa lạ với tinh thần Phật giáo, còn có thể thấy ngay trên fanpage chính thức của Chùa Thiền Tôn Phật Quang, khi kêu gọi các tín đồ trình báo tài khoản mạng xã hội nào nói xấu thầy Trân Quang. Bao nhiêu năm nay Thích Trân Quang vẫn ung dung tại vị, thậm chí còn làm được điều mà khó có sư tăng nào làm được, đó là giành miếng bánh đặc quyền trong sự tranh chấp dữ dội với các vị chức sắc khác. Cân nhắc lại, khi Hòa Thượng Thích Thanh Tứ trụ trì chùa Bái Đính Viên Tịch, Thích Trân Quang đã nhắm đến việc kế nhiệm trụ trì Bái Đính. Nhưng khi ấy, Đại gia Xuân Trường không đồng ý và lobby đưa người của mình là Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu lên làm trụ trì. Để dàn xếp, Trân Quang được chia cho chức Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phạm Nhật Vũ, em trai Phạm Nhật Vượng, là cố vấn của ban này, trở nên lộng hành và tác oai tác quái từ thời Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư. Trân Quang Vương Tấn Việt từng huy động hàng trăm tín đồ đi trên 4 chiếc xe bus
hộ tống đương sự về Nam Đàn để nhận họ với Hồ Chí Minh. Ông ta nói tên thật của mình là Hồ Chí Việt. Vụ việc ồn ào từng có clip đưa lên YouTube nhưng đã bị xóa. Trân Quang Vương Tấn Việt kể rằng khi Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Hồ Chí Minh, lang thang vào Sa Đéc kiếm sống bằng nghề bốc thuốc, đã đổi thành họ Vương để tránh tai mắt chính quyền. Tại đây Nguyễn Sinh Sắc chữa khỏi bệnh cho một người dân. Để đền cái ơn đấy, gia đình ông này đã gả cô con gái tên là Mai cho Sinh Sắc. Ít tuổi hơn cả Nguyễn Tất Thành, cô Mai này sau đó sinh ra một con trai, đặt tên là Vương Chí Nghĩa. Và Trân Quang Vương Tấn Việt chính là con của Vương Chí Nghĩa. Chuyện này được đích thân Trân Quang Vương Tấn Việt tuyên bố khắp nơi. Quái lạ nhất là chẳng tờ báo nào dám đặt câu hỏi về vấn đề này. Không công an nào mời Trân Quang lên phường làm việc về việc đương sự tự nhận là cháu của Hồ Chí Minh. Hay là chuyện này có thật? Trở lại với câu hỏi thế lực nào chống lưng Trân Quang Vương Tấn Việt. Có lẽ Trân Quang không nằm dưới sự điều khiển trực tiếp hoặc núp dưới ô dù của nhân vật cụ thể nào, mà ông ta là sản phẩm của cơ quan tôn giáo cộng sản. Với chính sách đỏ hóa Phật giáo, từ sau 1975, Đảng đã đào tạo hàng loạt ma tăng chuyên nghiệp để vừa lũng đoạn Phật giáo, thao túng những Phật tử ngây ngô lẫn thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ chế độ. Trân Quang Vương Tấn Việt là một trong số đó. Trong vai trò tu sĩ, Trân Quang Vương Tấn Việt là một yêu tăng, nhưng trên cương vị sĩ quan tuyên huấn, Trân Quang là một cán bộ giỏi. Mù tịt giáo lý nhà Phật, Trân Quang Vương Tấn Việt thường xuyên nói xàm. Tuy nhiên, đương sự lại thành thục việc thực hiện những bài giảng ca ngợi chính quyền, tôn vinh Hồ Chí Minh và tỏ ra trung thành với Đảng. Bài Sức mạnh dân tộc đến từ đâu mà Trân Quang đọc tại khu di tích nhà tù Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ngày 25 tháng 4, 2015, có những lời lẽ không khác gì bài báo tuyên truyền trên tờ Nhân Dân. Để cai trị Phật giáo, Đảng, do vậy, đã dung túng và chống lưng cho những kẻ phá hoại tinh vi như Trân Quang Vương Tấn Việt. Thưa quý vị, cuối cùng truyền thông nhà nước chiều ngày 15 tháng 8, 2024 đã đưa tin. Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, 2024. Theo giới phân tích, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đi Trung Quốc với nỗ lực để lấy lá phiếu tín nhiệm từ Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Vào tháng 7, ông Tô Lâm đã có chuyến công du nước ngoài tới Lào và Campuchia, nhưng lúc bấy giờ ông chưa làm Tổng Bí thư. Chuyến thăm tới Trung Quốc được cho là để khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, được coi là anh em đồng chí cộng sản. Là láng giềng, Trung Quốc và Việt Nam có nền chính trị với nhiều điểm tương đồng, là đối tác kinh tế quan trọng của nhau, nhưng cũng có nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải về chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông. Ông Greg Poling, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington, D.C., nhận định với BBC vào ngày 15 tháng 8. Việc các nhà lãnh đạo Việt Nam đến thăm Trung Quốc và duy trì mối quan hệ hòa hảo nhất có thể mà không phải hy sinh chủ quyền hoặc lợi ích quốc gia là thực tế của việc ở gần kề một gã hàng xóm khổng lồ, đôi khi hung hãn như Trung Quốc. Điều đó không có nghĩa là ông Tô Lâm hay giới lãnh đạo Việt Nam ngả về phía Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Ngược lại, họ tìm cách tăng cường và đa dạng hóa mối quan hệ với càng nhiều đối tác bên ngoài càng tốt để đảm bảo rằng Việt Nam có thể tránh sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Điều sẽ làm hạn chế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà quan sát từ Việt Nam bình luận với BBC News. Tiếng Việt ngày 15 tháng 8 rằng trọng tâm chính của chuyến công du sẽ là thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, thảo luận sâu hơn về cách giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và thúc đẩy quan hệ giữa người dân hai nước. Làm sâu sắc quan hệ Việt-Trung. Ở nhiệm kỳ Tổng Bí thư đầu tiên vào năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng cũng thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc. Nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2016, ông Trọng thăm Lào đầu tiên và ở nhiệm kỳ cuối, ông cũng đến Trung Quốc vào cuối tháng 10, hè đầu tháng 11 năm 2022. Việc ông Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên, chỉ sau chưa đầy 2 tuần được bổ nhiệm lên vị trí Tổng Bí thư, có thể cho thấy rằng ông Tô Lâm muốn gửi thông điệp rằng
Việt Nam luôn ưu tiên Trung Quốc trong quan hệ ngoại giao với tư cách là người anh em cộng sản và quốc gia láng giềng, mà phía Trung Quốc gọi là quan hệ vừa là anh em vừa là đồng chí. Nhận định với BBC News tiếng Việt, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng ông Tô Lâm là một nhà lãnh đạo thực dụng và ông ấy đã cam kết tiếp nối di sản của ông Trọng. Vì thế ông Tô Lâm sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại tương tự. Về phía mình, Trung Quốc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong công tác ngoại giao với các nước láng giềng, phương châm ngoại giao thân thành huệ dung. Tuy nhiên, Trung Quốc có yêu sách hung hăng trên Biển Đông, nên đây là vấn đề hai nước cần phải giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế. Tiến sĩ Bích Trần, nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, D.C., nhận định với BBC News. Tiếng Việt ngày 15 tháng 8, sau khi có thông tin chính thức chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước, Tổng bí thư Tô Lâm, rằng cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã là đối tác ngang hàng của ông Tập Cận Bình trong suốt 12 năm. Mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo đã góp phần củng cố quan hệ giữa hai đảng. Tương tự như ông Tập, ông Lâm hiện nắm giữ cả hai vị trí then chốt là Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Điều này sẽ tăng tần suất tương tác giữa hai nhà lãnh đạo trên trường quốc tế. Việc ông Lâm sớm có cuộc gặp với ông Tập là bước quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo, góp phần duy trì và phát triển quan hệ song phương, theo bà Bích. Ông Tống Văn Địch, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc Toàn cầu của Hội đồng Atlantic, kiêm giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Úc, nhận định với BBC tiếng Trung rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước, Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm là để củng cố quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc. Trung Quốc đã tận dụng mọi biện pháp để củng cố quan hệ Việt-Trung sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời bằng việc cho 4 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, gồm cả Chủ tịch Tập Cận Bình, gửi lời chia buồn tới Việt Nam. Trong đó, họ cử cả Vương Hộ Ninh, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc, nhân vật số 4, đến Việt Nam để viếng ông Trọng. Rõ ràng là Trung Quốc muốn tận dụng cơ hội khi mà sự thay đổi lãnh đạo ở Việt Nam có thể khiến Việt Nam quay trở lại quỹ đạo Trung Quốc. Đặc biệt là hiện nay, Việt Nam có thể có thêm lý do để thực hiện việc đi dây chiến lược và cải thiện quan hệ với Trung Quốc, trong bối cảnh ông Trump có thể quay lại làm Tổng thống, tạo nên một viễn cảnh khó lường. Theo giới phân tích quốc tế, đây chính là lá phiếu chính trị cho ông Tô Lâm, bởi lý do nằm sát sườn bên cạnh một quốc gia có tham vọng trên cả lục địa lẫn đại dương như Trung Quốc, Việt Nam luôn phải giữ tâm thế cẩn trọng. Theo cách gọi của giáo sư Carl Thayer, nhà phân tích chính trị Việt Nam tại Đại học New South Wales, Úc, là sự bạo ngược của địa lý khi Việt Nam không thể tự chọn láng giềng cho mình. Trong quan hệ song phương, các vấn đề có thể gây căng thẳng quan hệ hai nước có thể kể ra các sự kiện như Hải chiến Hoàng Sa tháng 1 tháng 1974, Chiến tranh biên giới tháng 2 tháng 1979 và Gạc Ma tháng 3 tháng 1988. Do đó, lâu nay Việt Nam luôn giữ chủ trương ngoại giao cây tre và duy trì chính sách quốc phòng 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ông Tống Văn Địch nói với BBC tiếng Trung rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước sẽ cho Trung Quốc một dịp để hâm nóng quan hệ với nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm của Việt Nam là ông Tô Lâm, người có hồ sơ lãnh đạo khá mỏng, nếu xét theo các chuẩn mực của lãnh đạo tối cao. Nghi thức tiếp đón cấp nhà nước có thể coi như là một lá phiếu tín nhiệm của Trung Quốc và giúp củng cố vị thế chính trị của ông Tô Lâm, điều mà ông ta có lẽ rất mong muốn, ông Sung nhận định. Bên cạnh đó, theo ông Tống Văn Địch, Trung Quốc cũng mong muốn xây dựng mặt trận thống nhất với Việt Nam để giảm bớt căng thẳng trong tranh chấp giữa các quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Greg Poling thì nói rằng ông Tô Lâm sẽ đến New York vào tháng tới để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và sau đó sẽ gặp Tổng thống Joe Biden. Điều này chắc chắn khiến Bắc Kinh khó chịu, nhưng tôi không nghĩ Hà Nội sẽ bận tâm. Dù gì đi nữa thì mọi việc liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam có quan hệ sâu sắc hơn cũng sẽ làm Trung Quốc tức giận, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi mối quan hệ với Mỹ để cân bằng với Trung Quốc. Trung Quốc tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam và ve vãn các lãnh đạo của Việt Nam theo các kênh quan hệ giữa hai đảng.
Cùng lúc họ vẫn sử dụng biện pháp cưỡng bức và đe dọa vũ lực để thúc đẩy các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Nói tóm lại, đó là một chiến lược tự hủy, chỉ làm tăng thêm sự ngờ vực đối với Bắc Kinh và từ đó thôi thúc Việt Nam tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế với các đối tác bên ngoài, mà những đối tác này có thể là chống lại Trung Quốc, ông Poling nhận định. Và thưa quý vị, cả Trung Quốc và Việt Nam, chiều ngày 15 tháng 8, 2024, đều nhất loạt đưa tin tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính thức thăm Trung Quốc trong 3 ngày từ 18 tháng 5. Tân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên công du khi mới được Trung ương Đảng tín nhiệm 100% ngày 3 tháng 8 vừa qua. Nước đầu tiên, ông đi trong vai trò Tổng Bí thư là tới nước Cộng sản anh em phương Bắc. Và thưa quý vị, bình luận về vấn đề ngoại giao quốc phòng trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan cho rằng, truyền thông trong nước và thế giới chú ý đến một loạt các hoạt động ngoại giao quốc phòng nổi bật của Việt Nam trước chuyến thăm Trung Quốc từ 18 đến 20 tháng 8 này của tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo tác giả, thứ nhất là việc Việt Nam nộp hồ sơ đệ trình ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông lên Ủy ban ranh giới thêm lục địa Liên Hợp Quốc. Việc nộp hồ sơ này ra trước thời điểm tân Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu, với số phiếu được cho là tuyệt đối, giữ cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 8, 2024. Trình hồ sơ lên Ủy ban ranh giới thêm lục địa Liên Hợp Quốc, Hà Nội không chỉ khẳng định quyền lợi của mình, mà còn tăng cường cơ sở pháp lý quốc tế đối với các yêu sách của mình ở Biển Đông. Điều này giúp phòng ngừa tranh chấp và bảo vệ lợi ích của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều quốc gia khác cũng đang yêu sách chủ quyền trong khu vực. Như đã biết, thời điểm nói trên cũng là lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp qua đời vào ngày 19 tháng 7. Xem vậy, để thấy quyết định đối với động thái đối ngoại quan trọng này từ Hà Nội, lúc bấy giờ đã thuộc thẩm quyền của ông Tô Lâm, người được Bộ Chính trị phân công chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Thứ hai là việc lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã cùng nhau tập trận chung trên Biển Đông, liền kề sau lễ tang của cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cảnh sát biển Việt Nam cho biết trong một thông báo rằng tàu cảnh sát biển CSB 802 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã xuất phát hôm 30 tháng 7, 2024, đưa đoàn công tác của cảnh sát biển Việt Nam lên đường thăm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Hoạt động này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Cũng trong chuyến thăm này, cảnh sát biển Việt Nam cho biết tàu CSB 802 sẽ luyện tập chung với tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines về tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Việt Nam và Philippines trước đây đã có những hợp tác trên biển. Vào tháng trước, Hải quân Việt Nam đã tiếp đón Hải quân Philippines tại đảo Song Tử Tây trong một loạt các hoạt động giao lưu hữu nghị thường niên. Vào tháng 9 thêm 2023, Việt Nam và Philippines cùng tham gia cuộc tập trận quân sự chung của các nước ASEAN tại biển Nam Natuna của Indonesia. Và thưa quý vị, vấn đề thứ ba là vào sáng ngày 6 tháng 8, 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara đã được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đón và hội đàm tại Hà Nội. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lần này làm sâu sắc hơn mối quan hệ mà Hà Nội và Tokyo thiết lập hồi năm ngoái, là đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng châu Á và trên thế giới. Dịp này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng quyết định cung cấp 2 xe vận chuyển vật liệu đa năng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng phòng vệ mặt đất của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều hơn trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Tin tức cho biết thêm, đây là dự án đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng giữa hai nước có hiệu lực từ năm 2021. Sau Việt Nam, Bộ trưởng Kihara thăm Campuchia, chuyến thăm trùng với thời điểm Phnom Penh khởi công xây dựng kênh đào Funan Techo do Trung Quốc tài trợ, bất chấp những lo ngại về môi trường và nguy cơ gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Việt Nam.
Thứ tư là tại một phát biểu từ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao Lê Đình Tĩnh khi trả lời phỏng vấn The Washington Post. Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận việc cơi nới các đảo Trường Sa. Trung Quốc chưa cử tàu thách thức nỗ lực xây đảo của chúng tôi. Tuy nhiên, các nhà phân tích an ninh cho rằng điều đó có thể thay đổi nếu căng thẳng trên quần đảo Trường Sa tiếp tục gia tăng, tiến sĩ Lê Đình Tĩnh cho biết. Nếu Trung Quốc có động thái củng cố quyền kiểm soát đối với bãi cạn Thomas, hiện là tâm điểm của tranh chấp nóng với Philippines, Việt Nam có thể phải đối mặt với áp lực từ trong nước và sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ các tiền đồn của mình ở Trường Sa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân từ Bộ Quốc phòng tuyên bố như vậy và khẳng định, chúng tôi có thể sẽ buộc phải hành động. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà phân tích quân sự từ Hà Nội, cũng cho hay, bằng cách phát triển các tiền đồn này với diện tích này đã tăng gấp 10 lần, Việt Nam có thể triển khai thêm tàu và nhân sự tới Trường Sa, tăng cường sự hiện diện ở vùng biển tranh chấp. Theo ông Hợp, các tiền đồn có thể chứa hệ thống radar và vô tuyến phát hiện sự di chuyển của tàu Trung Quốc, thường tắt các thiết bị theo dõi vị trí hoặc đi trong bóng tối ở Biển Đông. Thứ năm là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã đến Moscow tham gia diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army Ankhonkhamhaibu, dự khánh thành đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tham gia bảo vệ Moscow thời kỳ 1941-1945, đồng thời hội đàm với người đồng cấp Nga. Chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang được cho là nằm trong xung lực mới của sự hợp tác Việt-Nga. Bộ trưởng Giang nêu rõ tượng đài các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam ở ngoại ô Moscow, cùng với đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga-Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực tại tỉnh Khánh Hòa, vừa là minh chứng của truyền thống lịch sử, vừa là biểu tượng cho những nỗ lực củng cố và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo tạp chí The Diplomat, chuyến thăm chính thức Trung Quốc sang tuần sau diễn ra vào thời điểm cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã được xác nhận kế nhiệm người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lâu năm Nguyễn Phú Trọng qua đời ngày 19 tháng 7 ở tuổi 80. Chuyến công du sẽ diễn ra chưa đầy 4 tháng sau khi ông Lâm được bổ nhiệm làm CTN Việt Nam. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Lâm có giữ chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư cho đến Đại hội Toàn quốc tiếp theo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1/2026 hay không, hay sẽ có một Chủ tịch nước một khác sẽ được chọn trong những tháng tới. Theo Reuters, ông Lâm có thể từ bỏ chức vụ Chủ tịch nước khi Quốc hội họp phiên thường kỳ vào tháng 10. Kể từ khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước, ông Lâm đã đến thăm các nước láng giềng Lào và Campuchia, thường là điểm đến đầu tiên của các lãnh đạo mới nhậm chức ở Việt Nam. Nhưng chuyến thăm Trung Quốc sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông Lâm được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho Đảng một số di sản gây nhiều tranh cãi. Vào tháng 7/2015, ông Trọng thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Hoa Kỳ và lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng của Cộng sản Việt Nam được đón tiếp tại Nhà Trắng và hội đàm với Tổng thống Obama. Nhưng Tổng Bí thư Trọng cũng được cho là người đã cản trở việc nâng cấp mối quan hệ đa chiều Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược. Nhưng nghịch lý là về cuối đời, cũng chính ông lại chủ động thúc đẩy việc nâng vượt cấp mối bang giao ấy lên đối tác chiến lược toàn diện. Nghịch lý còn ở chỗ, ông làm điều đó trong khi Trung Quốc luôn luôn cảnh báo mối bang giao Việt-Mỹ không được ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của Hà Nội bởi những quan ngại cố hữu và mang tính cấu trúc. Liên quan đến các chiều kích khác trong chính trị đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố gắng duy trì một trạng thái cân bằng động. Sáng 8/12/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu một cách vô trách nhiệm trước các đại biểu Quốc hội Hà Nội tại các quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào? Chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không? Trong các hoạt động ngoại giao quốc phòng nổi bật nói trên, có những quyết định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn có thể lùi lại sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Nhưng ông Tô Lâm đã không làm như vậy. Các quyết định vừa rồi của Ban Bí thư do ông Tô Lâm cầm trịch liệu có đi ngược với nhận định của Phó Giáo sư Trương Minh Lượng, chuyên gia về Đông Nam Á và Biển Đông tại Đại học Kỵ Nam, Quảng Châu
trên tờ SCM ngày 26 tháng 7, 2024. Không như căng thẳng gay gắt giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc đã xoay sở để hòa thuận mà không thổi phồng những khác biệt sâu sắc về vấn đề lãnh thổ. Dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ khá thân thiện với Trung Quốc, ít nhất là bề ngoài. Nhưng đồng thời, mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ và Nga cũng đã được nâng lên mức độ chưa từng có. Trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các hoạt động ngoại giao quốc phòng nổi bật của Việt Nam liệu có báo hiệu sự điều chỉnh trong chính sách đối với Trung Quốc, hay chỉ là diễn để tranh thủ dư luận trong nước và củng cố uy tín cá nhân trong tập thể Trung ương nhằm chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu tại Đại hội Samphone vào tháng 1, 2026. Nếu ông Tô Lâm thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh, hệ lụy và phản ứng từ quốc tế sẽ ra sao? Giữa sự quyết đoán và thận trọng, cách tiếp cận nào của Tô Đại tướng sẽ chiếm ưu thế? Nếu lập trường cứng rắn được thể hiện trong chuyến thăm tới đây từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, ý nghĩa chiến lược mới sẽ là gì? Trung Quốc liệu có tiếp tục chấp thuận khái niệm tương lai chia sẻ hay sẽ ép Việt Nam điều chỉnh sang một quy chế mới như vận mệnh chung hoặc vận mệnh cùng chia sẻ theo cách chuyển ngữ từ tiếng Trung? Cuối cùng, ảnh hưởng của chuyến thăm này đối với quan hệ Việt-Trung và tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam sẽ như thế nào? Các câu trả lời cho những vấn đề này hy vọng sẽ được soi rọi sau chuyến thăm của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bản tin nội chính. Trước tiên, một câu hỏi đặt ra Tô Lâm lên, Phan Văn Giang sẽ ra sao? Khi Tô Lâm còn đang trong quá trình làm phản, dư luận rất chú ý đến vai trò của Bộ trưởng Phan Văn Giang, bởi chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với bộ máy điều tra riêng, tòa án riêng và là nơi bất khả xâm phạm đối với Tô Lâm thì mới có thể kìm hãm được ông ta. Nhưng trước tiên, chúng ta bắt đầu bằng nội dung Tô Lâm xử lý Thích Chân Quang để hợp pháp hóa kế hoạch hạ bệ phe Nghệ Tĩnh. Tại sao lại nói như vậy? Vụ việc nhà sư Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, sở hữu nhiều bằng đại học, kể cả bằng tiến sĩ cấp tốc, đã nóng trên mạng xã hội nhiều tháng qua. Nhưng sau khi luật sư Nguyễn Ngọc Luân ở thành phố Hồ Chí Minh có đề nghị Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm, thì câu chuyện đã chuyển sang một hướng khác hoàn toàn. Tô Lâm xử lý Thích Chân Quang để hợp pháp hóa kế hoạch hạ bệ phe Nghệ Tĩnh. Với mục đích để công luận thấy rằng, việc một số phe cánh trong đảng vẫn mượn hình ảnh của Hồ Chí Minh làm bình phong để xưng hùng, xưng bá là điều hoàn toàn không còn giá trị. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chính thức công bố bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cấp 3, hệ bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, tức nhà sư Thích Chân Quang cấp năm 1989, là bằng giả, không có tên trong danh sách thi và cấp bằng bổ túc văn hóa cấp 3, khóa ngày 6 tháng 6, 1989. Truyền thông nhà nước dường như nhận được chỉ đạo, ngay lập tức đã nhanh chóng vào cuộc và đồng thanh yêu cầu cần rà soát toàn bộ bằng cấp ông Thích Chân Quang sau nghi vấn bằng cấp 3 giả. Theo các chuyên gia cho rằng, cần rà soát lại toàn bộ quá trình học, bằng cấp từ tiểu học đến đại học, tiến sĩ của ông Thích Chân Quang để có đánh giá, kết luận và xử lý thỏa đáng. Tại sao lại có một chiến dịch mang tính thống nhất, có bài bản, lớp lang như vậy? Điều đó có liên quan gì đến các thông tin lâu nay vẫn cho rằng, nhà sư Thích Chân Quang tức ông Vương Tấn Việt là hậu duệ và có huyết thống với Chủ tịch Hồ Chí Minh có quê ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo đó, Vương Tấn Việt là con trai của con của ông Vương Chí Nghĩa, anh em cùng cha khác mẹ với ông Hồ Chí Minh. Công luận lâu nay vẫn cho rằng, ít ai biết chính xác về thân thế, xuất xứ của sư thầy Thích Chân Quang, Vương Tấn Việt. Nhưng chắc chắn, nhân vật này phải được chống lưng bởi một thế lực chính trị rất lớn, với lý do Thích Chân Quang rất giàu có và từng công khai tự nhận là cháu của ông Hồ Chí Minh, mà vẫn bình chân và không bị công an hỏi thăm. Đặc biệt, trong các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy, trong các sự kiện liên quan đến sư thầy Thích Chân Quang, thường sự góp mặt của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hay Đại tá Nguyễn Tất Trung, đây là những người được dư luận cho là có mối quan hệ huyết thống với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là con của bà Nông Thị Trưng. Đại tá Nguyễn Tất Trung là con của bà Nông Thị Xuân. Sắp xếp các thông tin kể trên sẽ thấy, dường như vụ việc sư thầy Thích Chân Quang, Vương Tấn Việt sử dụng bằng giả, dùng tiền để mua bằng tiến sĩ, hay kể cả việc ông Thích Chân Quang cách đây chưa lâu đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp lệnh cấm thuyết giảng 2 năm do có các phát ngôn và bài giảng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngoài ra, ông Thích Chân Quang trong một bài giảng với Chư Tăng đã ám chỉ và sách mé gọi sư thầy Thích Minh Tuệ, một người tu theo hạnh Đầu Đà, biểu tượng của đa số dân chúng Việt Nam hiện nay là thằng Ba Trợn. Điều đó đã gây sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Theo giới quan sát đánh giá,
sau khi giành trọn quyền lực thống lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm với mục tiêu tối cao sẽ xóa sổ phe Nghệ Tĩnh nói chung và hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng. Với lý do, các nhóm chính trị này là bệ đỡ quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, trong suốt hơn 10 năm cầm quyền của ông Trọng, phe Nghệ Tĩnh đã làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam. Theo giới phân tích, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm muốn tiến hành cải cách để đưa đất nước và dân tộc Việt Nam bước sang một trang mới của sự phát triển và thịnh vượng. Thì vấn đề dỡ bỏ các di sản của Tổng Bí thư Trọng, nhất là di sản nhân sự, với hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh là những yêu cầu cấp bách. Phải chăng việc truyền thông nhà nước đồng loạt đưa các thông tin bê bối của Thích Chân Quang, một hậu duệ của ông Hồ Chí Minh, đây là cách chỉ tang, mạ hoè, chỉ cây dâu để mắng cây hoè, một cách tấn công gián tiếp đối thủ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với mục đích để công luận thấy rằng, đến nay, việc một số phe cánh chính trị trong đảng vẫn mượn hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bình phong để xưng hùng, xưng bá như hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh là điều hoàn toàn không còn giá trị. Trở lại vấn đề Tô Lâm lên, Phan Văn Giang sẽ ra sao? Khi đó dư luận chú ý đến những cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Bộ trưởng Phan Văn Giang, hy vọng có một liên minh mới có thể khắc chế được Tô Lâm. Nhưng rồi, những hy vọng đó đã không thành hiện thực. Tô Lâm băng băng về đích, giành cả ghế Chủ tịch nước lẫn ghế Tổng Bí thư. Bên thắng cuộc đã được xác định. Với quyền lực rất lớn trên tay, nhưng dường như Phan Văn Giang có vẻ muốn an phận thủ thường, không tham gia cuộc chiến quyền lực. Có ý kiến cho rằng ông Giang không muốn mạo hiểm và cũng có ý kiến cho rằng ông không đủ lực. Khi Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, thì ông kiêm luôn chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Khi Tô Lâm chưa là Bí thư Quân ủy, thì Phan Văn Giang còn có cơ hội tạo đột biến. Còn bây giờ thì dường như không thể, bởi về mặt đảng trong quân đội, Tô Lâm là sếp của ông Giang. Đấy là chưa nói đến việc, trong Bộ Quốc phòng có một Thượng Thứ trưởng và một Trung tướng Tư lệnh Quân khu 1, là gốc Hưng Yên. Những người này sẽ là tai mắt cho Tô Lâm trong quân đội, và nếu thuận lợi, có thể truất phế luôn cả Phan Văn Giang. Hiện nay, dư luận đang nhắc đến Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là nhân vật có uy tín trong bộ. Ông là Thứ trưởng thường trực, nên rất thuận tiện trong việc thay thế Phan Văn Giang nếu ông Giang không giữ nổi chức Bộ trưởng. Tuy nhiên, đấy chỉ mới đánh giá dựa vào uy tín cá nhân. Xếp sau ông Nguyễn Tân Cương là ông Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Chiến không có uy tín bằng ông Cương, nhưng bù lại, ông Chiến là người gốc Hưng Yên. Đây được xem là đối thủ đáng gờm của Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương. Nên nhớ trong Bộ Công an, ông Lương Tam Quang từng được xếp sau ông Trần Quốc Tỏ, nhưng cuối cùng Lương Tam Quang lại vượt qua Trần Quốc Tỏ để nắm chức Bộ trưởng. Sự khác biệt ở chỗ, ông Quang là người gốc Hưng Yên. Với việc Tô Lâm làm Tổng Bí thư, không những Ban Bí thư bị Hưng Yên hóa, mà khả năng cao, Bộ Quốc phòng cũng sẽ bị Hưng Yên hóa. Ngoài ông Hoàng Xuân Chiến thì Hưng Yên còn có một Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, nắm Tư lệnh Quân khu 1 là ông Nguyễn Hồng Thái. Với chức vụ trong Đảng, chức vụ trong quân đội và với quân hàm như thế, việc ông Thái tiến lên chức Thứ trưởng là trong tầm tay. Một nguồn tin nội bộ mới đây cho biết, hiện ông Phan Văn Giang đang bị suy thận nặng, khả năng không thể tiếp nối nhiệm kỳ 2 ở Bộ Chính trị và kết thúc sự nghiệp chính trị. Tiền nhiệm của ông Giang là Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng chỉ ngồi ghế Bộ trưởng một nhiệm kỳ, rồi rút lui, xem ra ông Giang khó có cơ hội để làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong cương vị mới, Tô Lâm sẽ có nhiều việc phải làm, trong đó ông cần củng cố vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương để không còn một lực lượng chống đối nào có thể có điểm tựa để chống lại nhóm Hưng Yên. Bộ Công an thì đã nằm trọn trong tay Tô Lâm, muốn nắm giữ Bộ Quốc phòng. Tô Lâm cần phải thay được Phan Văn Giang. Tô Lâm có thuận lợi là đang có một đồng hương Hưng Yên làm đến Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Hoàng Xuân Chiến có cơ hội lớn để thay ông Phan Văn Giang, dù ông không phải là nhân vật thứ nhì trong Bộ Quốc phòng. Nếu Tô Lâm và Hoàng Xuân Chiến bắt tay loại Phan Văn Giang thành công, thì lúc đó chẳng còn thế lực nào có thể đối đầu được với Tô Lâm. Và thưa quý vị, trong khi đó, giới quan sát thấy rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang tứ bề thọ địch thù trong, giặc ngoài, sự thật hay tin đồn. Sau khi truyền thông quốc tế đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ sang thăm Trung Quốc trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 8, 2024. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến lo ngại về chuyến thăm lành ít, giữ nhiều đối với người lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh có những đồn đoán cho rằng Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, có vấn đề về lý do sức khỏe. Theo đó, đã 2 tuần ông Tập không xuất hiện trước công chúng và các tin tức liên quan đến Chủ tịch Tập Truyền thông Nhà nước Trung Quốc đều sử dụng ảnh cũ trước đây. Trong khi đó, truyền thông Việt Nam mới đây đưa tin cho biết, tại khu vực Thác Bản Dốc phía Trung Quốc đã cho dừng các hoạt động vui chơi, trong khi phía Việt Nam vẫn xúc tiến các hoạt động như bình thường. Mới nhất,
Ngày 15 tháng 8, 2020, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, giã tin của hãng Reuters cho biết. Ngày 13 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, nước này chưa thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về tin cho rằng tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có thể sẽ đến thăm Bắc Kinh. Ngoài ra, ông Lâm Kiếm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói, hiện tại tôi không có thông tin nào để chia sẻ. Đồng thời ông Lâm Kiếm còn cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam dưới sự chỉ đạo chung chiến lược giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng và hai nước nhằm phấn đấu đạt được tiến bộ vững chắc hơn trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam chia sẻ tương lai. Theo giới quan sát, việc vừa kể đã cho thấy sự mập mờ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam. Điều đó càng khẳng định các đánh giá của giới quan sát trước đây thấy rằng có lẽ ban lãnh đạo Trung Nam Hải không thân thiện với ông Tô Lâm. Đó là lý do phía lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt Tổng Bí thư Tô Lâm cần phải nâng cao cảnh giác. Nhất là trong bối cảnh, trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự chia rẽ sâu sắc. Điều được giới quan sát đánh giá cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang phải đối diện với thế trận nội công ngoại kích. Cụ thể, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có những cú bắt tay dưới gầm bàn của phe Nghệ An và các tướng lĩnh quân đội đang cầu cứu nước lạ. Truyền thông nhà nước đưa tin, sáng 15 tháng 8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Đáng chú ý, hầu hết các cựu lãnh đạo đều có mặt đông đủ, nhưng sự vắng mặt của các ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc đã khiến công luận hết sức quan tâm. Theo giới thạo tin, ông Trương Tấn Sang vốn dĩ được mệnh danh Tư Sang Nham Hiểm, vì thế tân Tổng Bí thư phải hết sức cảnh giác. Trong khi đó, tân Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đón cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cựu Thủ tướng Nguyễn Tâm Dũng với một thái độ vui vẻ và nồng ấm. Hình ảnh ông Tô Lâm với trang phục giống như ông Ba Dũng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cho người ta thấy một sự đồng thuận không cần giấu giếm của tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Khi trở thành Tổng Bí thư chính thức trong một thời gian vẹn vẹn 16 tháng còn lại của Đại hội khóa 13, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có rất nhiều lợi thế trong việc củng cố lực lượng cũng như nhân sự để tiếp tục giữ chức vụ này tại Đại hội 14. Đây là những chỉ dấu cho thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của các lãnh đạo tiền nhiệm để củng cố thế và lực cho cá nhân cũng như phe cánh. Giữa các đồn đoán của truyền thông quốc tế đánh giá, Tổng Bí thư Tô Lâm khả năng cao sẽ phải từ bỏ chức Chủ tịch nước để nhường lại cho một lãnh đạo khác thuộc phe quân đội. Trong tháng 10, 2020, khi Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp thường niên. Điều đó trái với việc giới thạo tin khẳng định, hy vọng ông Tô Lâm sẽ nhả chiếc ghế Chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường là điều không tưởng. Dẫu rằng, nguồn tin nội bộ cho hay, liên minh giữa các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt mối quan hệ giữa Đại tướng Lương Cường và Bộ trưởng Phan Văn Giang hết sức lỏng lẻo. Theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay đang ở trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch, đang phải căng mình đấu trí không chỉ với thủ trong, mà còn cả giặc ngoài, bắt tay với thế lực thân nước lạ chiếm đa số trong đảng. Chúng ta hãy chờ xem. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Câu chuyện Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sang thăm Trung Quốc trong ngày gần đây. Theo Reuters, mới đây đưa ra các thông tin khẳng định. Theo ba quan chức Việt Nam nói với Reuters rằng ông Tô Lâm sẽ tới thăm Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Tuy nhiên đề nghị giấu danh tính vì các thông tin vừa kể chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cách chính thức. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới nhất đã không nói rõ về cái khả năng Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm Trung Quốc như đã định. Trong khi có những đồn đoán cho rằng ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc có thể liên quan tới vấn đề sức khỏe hay bị hạ bệ. Và thưa quý vị, có những thông tin của truyền thông nhà nước Việt Nam cho hay khu du lịch Thác Bản Dốc phía Trung Quốc tạm thời đóng cửa, nhưng không cho biết lý do, trong khi phía Việt Nam vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Thưa quý vị, đặc biệt có những đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm sang thăm Trung Quốc. Đây là một chuyến đi được cho là lành ít dữ nhiều. Thậm chí có những ý kiến cho rằng ông Tô Lâm đang chịu một cái áp lực của một cái thế trận nội công ngoại kích. Đó là các thế lực chính trị trong đảng bắt tay với Trung Quốc. Cụ thể, phe Nghệ An và các tướng lĩnh quân đội đang cầu kính Trung Quốc trong những cái âm mưu được cho là lật ngược tình thế. Và thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu bằng một cái thông tin. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã dẫn bản tin của Reuters khẳng định Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ về cái khả năng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm sẽ sang thăm Bắc Kinh.
Theo Reuters ngày 13 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này chưa thể cung cấp bất kỳ một cái thông tin nào về tin cho rằng tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm có thể tới thăm Bắc Kinh trong cái thời gian gần đây. Khi được phóng viên Reuters đề nghị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về cái khả năng diễn ra chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lâm Kiếm nói rằng hiện nay tôi không có bất kỳ một cái thông tin nào để chia sẻ cùng quý vị. Theo ông Lâm Kiếm cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là một cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược. Đồng thời ông Lâm Kiếm cũng khẳng định Tổng Bí thư Tập Cận Bình vừa gửi điện chúc mừng cho Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra ông Lâm Kiếm còn nói với Reuters rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam dưới sự chỉ đạo chung chiến lược giữa các lãnh đạo cao cấp nhất của hai đảng, hai nước nhằm phấn đấu đạt được những tiến bộ vững chắc hơn trong việc xây dựng một cái cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam chia sẻ tương lai. Và thưa quý vị, Đại tướng nói Hoa Kỳ đã đưa tin Reuters ngày 12 tháng 8 đã dẫn lời ba quan chức am tường về chính trị Việt Nam cho biết Chủ tịch nước Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự kiến thăm Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8 tới đây trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu tháng 8. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay khi Đại tướng nói Hoa Kỳ đề nghị họ bình luận về cái khả năng ông Tô Lâm tới thăm Trung Quốc. Trong khi đó, ký giả Sebastian Canjo trên tạp chí Diplomat ngày 13 tháng 8 đã đưa ra những cái bình luận cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn thăm Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách lãnh đạo đảng không có cái gì ngạc nhiên cả. Theo đó, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam từ năm 2008 và một cái thông lệ bất di bất dịch của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là Trung Quốc là điểm đến nước ngoài đầu tiên của tất cả các tân Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như quý vị đã biết, ông Tô Lâm có những đồn đoán cho rằng tới thăm Trung Quốc nhưng chuyến đi chưa bắt đầu. Có những ý kiến cho rằng ông Tô Lâm lần nữa trước việc quyết định sang thăm Trung Quốc bởi một lý do vì an toàn tới tính mạng. Và như quý vị đã biết, mới nhất Đảng Cộng sản Việt Nam, các cái lãnh đạo cấp cao như ông Trần Đại Quang hay mới đây, đó là ông Lê Văn Thành, đã qua đời bởi một cái bệnh lạ. Thậm chí tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng được cho là mắc bệnh lạ vì tướng Nguyễn Chí Vịnh biết quá nhiều. Đó là lý do tại sao theo giới phân tích cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ lành ít và dữ nhiều. Cụ thể, ông Tô Lâm hiện nay đang chịu các cái áp lực của một thế trận trong nội bộ đảng, đó là nội công ngoại kích, các cái thế lực thân Trung Quốc bắt tay và phối hợp với Trung Quốc để can thiệp lật ngược thế cờ. Theo giới quan sát, sau nhiều lần nữa và cuối cùng truyền thông trong nước và quốc tế cũng đồng loạt đưa tin cho biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Theo Reuters, ngày 18 tháng 8 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp người đồng cấp ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Và hai ngày tiếp theo, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có các cái hoạt động giao lưu, tiếp xúc với các thành viên ban lãnh đạo Trung Quốc. Đáng chú ý, trong cái bản tin của Reuters cho hay, rất nhiều các cái quan chức Việt Nam và nước ngoài cho Reuters biết ông Tô Lâm có thể thôi chức Chủ tịch nước trước khi Quốc hội Việt Nam khóa 15 họp thường kỳ vào tháng 10 tới đây. Những cái thông tin vừa kể xuất hiện trước chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bắc Kinh. Theo giới quan sát, không biết nó có liên quan gì tới những cái đồn đoán cho rằng phe thân Trung Quốc trong nội bộ không ủng hộ việc ông Tô Lâm ngồi hai ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc. Chưa hết, hiện tượng các cái thái độ khác thường của Trung Quốc trong thời gian gần đây đối với Việt Nam, đặc biệt sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức, tân Tổng Bí thư
đã cho thấy Bắc Kinh có những biểu hiện không ưa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ Tô Lâm. Cụ thể mới đây, các máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc đã tiến hành các chuyến bay thăm dò sát bờ biển Việt Nam hơn 100 cây số và điểm kết thúc tại Nha Trang. Theo đó, máy bay Trung Quốc đã bật các thiết bị dò thám và đây là cái lần đầu tiên trong 5 năm Bắc Kinh công khai các hoạt động như vậy. Vụ việc vừa kể diễn ra vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên với lực lượng cảnh sát biển của Philippines. Và trước đó, Việt Nam đã đề trình một cái yêu sách lên Liên Hợp Quốc về cái việc sẽ mở rộng thêm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông. Đây là những cái quyết định được cho là xuất phát từ sự chỉ đạo và ý chí của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong khi có các luồng dư luận cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang phải chịu một cái áp lực thế trận nội công ngoại kích giữa các cái thế lực kình địch trong đảng, đó là phe Nghệ An và các cái tướng lĩnh quân đội của Bộ Quốc phòng chủ trương bắt tay và cầu cứu Trung Quốc. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với các nguồn tin trước đây chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, đó là đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Phó Bí thư Tỉnh ủy ông Nguyễn Đức Chung ngày 26 tháng 5 sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước đã bất ngờ đi chơi ở Quảng Châu, Trung Quốc với một cái mục đích theo truyền thông nhà nước Việt Nam cho hay để viếng liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Nhưng một cái điều đáng chú ý đó là ngay sau đó tàu hải cảnh của Trung Quốc lập tức xuất hiện đe dọa chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Chưa hết, thưa quý vị, không hiểu cái lý do gì, trước chuyến đi Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đến Hà Nội để họp bàn với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang liên quan tới vấn đề Nhật Bản sẽ gia tăng hỗ trợ cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản ông Minoru đã loan báo chính phủ Nhật Bản sẽ tặng cho Việt Nam một cái món quà nhỏ bé, đó là hai xe vận tải quân sự. Theo giới phân tích quốc tế đánh giá cho rằng đó là những cái hành động ném đá dò đường của Bộ Quốc phòng Nhật Bản để truyền giao những cái loại vũ khí tinh vi hơn, nguy hiểm hơn trong tương lai. Đây là một cái điều Bắc Kinh rất cảnh giác vì một cái ngày không xa, lãnh đạo Nhật Bản có thể truyền giao các hệ thống vũ khí sát thương cho Hà Nội. Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng các cái thông tin vừa kể là những cái thông tin bất lợi cho chuyến thăm Trung Quốc tới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đó là lý do theo giới quan sát khẳng định chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ lành ít dữ nhiều. Đáng chú ý, thưa quý vị, trên mạng xã hội đã xuất hiện các ý kiến cho rằng ông Tô Lâm cần phải nắm và hiểu rõ về quốc khách, tiếp quốc khách của Trung Quốc. Đó là đầu tiên, lãnh đạo Trung Quốc sẽ tìm cách đánh bà để tạo bệnh lạ cho các cái yêu nhân. Sau đó họ mặc cả với một cái phương châm theo thì được giải độc, mà nếu không theo thì họ cho đi luôn. Mà bài học của cố chủ tịch nước ông Trần Đại Quang làm cái ví dụ. Cụ thể ông Trần Đại Quang sau khi nhậm chức chủ tịch nước hơn một năm đang ở một tình trạng rất khỏe mạnh. Vậy mà sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017, sau khi từ Trung Quốc trở về, ông Trần Đại Quang đã mắc bệnh lạ và qua đời sau đó hơn một năm. Được biết ông Trần Đại Quang đã bị phát hiện nhiễm virus hiếm độc hại từ tháng 7 năm 2017. Theo cơ quan bảo vệ sức khỏe lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, ông Trần Đại Quang đã đi Nhật Bản 6 lần để chữa trị nhưng không qua khỏi. Một cái thông tin đáng chú ý, đó là ngày 19 tháng 9 năm 2017, trước khi ông Trần Đại Quang qua đời 2 ngày, thì ông Trần Đại Quang đã tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc ông Chu Cường sang thăm và làm việc. Nhưng giới thạo tin cho rằng Chánh án Chu Cường được giao nhiệm vụ mặc cả với ông Trần Đại Quang, vì trước đó Bắc Kinh đã đặt những cái vấn đề với ông Trần Đại Quang, yêu cầu Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang phải nhân nhượng cho Trung Quốc một số vấn đề liên quan tới hồ sơ Biển Đông. Mà nếu ông Trần Đại Quang vào cái thời điểm đó chấp nhận sẽ được nhận thuốc giải độc,
nhưng được biết ông Trần Đại Quang đã từ chối, không tin tưởng Trung Quốc để sau đó, ngày 21 tháng 9 năm 2018, ông Trần Đại Quang đã qua đời. Liên quan tới việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cứ lần nữa chưa dám sang thăm Trung Quốc, có những ý kiến cho rằng ông Trần Đại Quang, một cái ông trùm công an, hay ông Nguyễn Thịnh Vị, một cái ông trùm tình báo quân đội, mà còn bị Trung Quốc cho mắc bệnh lạ như trốn không người. Và điều đó khiến cho công luận ngại ngần về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Và thưa quý vị, cũng liên quan tới các cái hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mới nhất ngày 14 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Tô Lâm đã chỉ đạo một cái cuộc họp ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Theo ông Tô Lâm, cần phải xử lý dứt điểm các cái vụ án trọng điểm liên quan tới Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Xuyên Việt Oil, các cái tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh và các cái vụ án liên quan tới nhân sự đại hội đảng các cấp. Và thưa quý vị, đặc biệt Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trương phòng chống tham nhũng nhưng phải tập trung phục vụ phát triển kinh tế và xã hội. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, không phải vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà làm ảnh hưởng cản trở sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Theo giới quan sát, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam được đưa ra trong một bối cảnh có những cái lo ngại về chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Và ông Tô Lâm hiện nay đã khiến cho các cái quan chức, các cái cán bộ, viên chức công chức Việt Nam không dám đưa ra các cái quyết định, phần nào đã tạo nên một cái sự tê liệt cho bộ máy nhà nước, và điều này khiến cho các cái nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Đó là lý do ông Tô Lâm khẳng định đốt lò nhưng phải phục vụ phát triển kinh tế. Nói về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xin cương vị trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nói rằng ông sẽ kiên quyết kiên trì đẩy lùi tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Theo giới phân tích quốc tế nhận định, một cái điểm mới trong chủ trương phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm đó là việc nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng hay cản trở phát triển kinh tế. Theo BBC đã có những cái nhận định đánh giá của các cái chuyên gia, các nhà nghiên cứu chính trị về những cái hệ quả của công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam, chẳng hạn việc đốt lò có tác động tiêu cực tới nền kinh tế và điều đó đã gây ra những cái lo ngại cho nhà đầu tư nước ngoài. BBC dẫn ý kiến của giáo sư Jonathan London, một cái nhà nghiên cứu thuộc giảng viên Đại học người Mỹ chuyên về giáo dục và chính trị đương đại của Việt Nam, đưa ra một ý kiến bình luận cho rằng: tôi ủng hộ những cái nỗ lực để chống tham nhũng, song tôi, tức giáo sư Jonathan London, cũng chia sẻ những cái lo ngại vì nhiều ý kiến cho rằng có một cái bộ phận trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam họ nắm quá nhiều quyền lực. Tuy nhiên, tôi hy vọng khi Việt Nam vượt qua một cái giai đoạn chưa ổn định về nhân sự như hiện nay, thì họ có thể lấy lại đà để giải quyết những cái vấn đề quan trọng, đặc biệt trong vấn đề tăng tốc phát triển kinh tế cũng như nâng cao cuộc sống của nhân dân. Trong cái bài viết trên tạp chí Fulcrum của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC có trụ sở tại Singapore, giáo sư London đã chỉ ra rằng một cái hệ quả lớn của chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây và ông Tô Lâm hiện nay đó là một sự tê liệt về chính trị của toàn hệ thống, đặc biệt là một cái sự trì trệ bao trùm trong các lĩnh vực đầu tư công và đã có tác động tiêu cực lên tăng trưởng GDP của Việt Nam. Theo đó, trong năm 2023, chỉ có 63,4 vốn đầu tư công được phân bổ do các cái quan chức lãnh đạo cảnh giác và lo sợ trước cái sự kiểm tra giám sát trong công cuộc chống tham nhũng, và điều đó tác động không nhỏ làm tiêu tan một cái sự tăng trưởng. Đồng thời, sự trì trệ của chính phủ Việt Nam đã dẫn tới họ đã trì hoãn hàng loạt các dự án hạ tầng quan trọng
và điều đó ảnh hưởng tới công ăn việc làm và dẫn tới sự suy giảm về hiệu quả của cả nền kinh tế. Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng ông Tô Lâm là cái người theo chủ nghĩa thực dụng, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục đốt lò nếu việc này cho ông một cái công cụ chính trị quyền uy hơn. Đó là Tô Lâm phải nắm giữ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Theo đó, phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhưng nó chỉ đóng một cái vai trò phụ trợ trong nhu cầu củng cố quyền lực của ông ta. Giới đầu tư có thể đặt cược vào cái giới lãnh đạo. Đó là Tổng Bí thư Tô Lâm coi lĩnh vực giao nghiệp là nhất ưu tiên. Nhưng đến nay họ vẫn chưa biết ai là người nắm thực quyền trong đảng, nhất là trước những tin cho rằng ông Tô Lâm sẽ thôi chức Chủ tịch nước. Và thưa quý vị, xin nhắc lại những cái sự rối loạn trong nội bộ chính trị Việt Nam ở cấp cao rất nhiều tới sự đầu tư của nước ngoài, đặc biệt sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.